rồi xin chào các bạn thì clip này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái cách mà ta có thể giải quyết vấn đề bản quyền do ông ta bị cáo buộc bởi một cái chủ sở hữu bản quyền thì đây là một song chỗ cách cho các bạn có rất là nhiều cách ta có thể tham khảo thì đây là cách của mình rồi trước tiên nếu mà các bạn đã bị một gọi là một gậy là một cáo buộc bản quyền nếu mà các bạn đợi được một hoặc hai bản quyền là một hoặc hai cái à, khiếu nại về bản quyền mà các bạn có thể đợi được trong thời gian là 90 ngày 3 tháng đối với một cái bột à, kéo à, trong 3 tháng nó sẽ hết thì các bạn đợi được thì các bạn ok và các bạn không cần phải làm gì hết các bạn cứ để đấy để cho nó tự động hết rồi vấn đề tiếp theo nếu các bạn muốn nhanh hơn à, không đợi được thì chúng ta có thể gọi là liên hệ thì cái clip à, trước thì mình đã giới thiệu các bạn rồi, ta có thể tìm cái thông tin về trang hoặc là cá nhân à, đã báo cáo với URuby, à, dính phản quyền của người ta thì các bạn hãy liên hệ với người ta và liên hệ với người ta một cách gọi là thương lượng trong hòa bình nhé các bạn, thương lượng trong hòa bình. tại vì sao? tại vì người ta đã cầm đằng chuôi nhớ nha các bạn, người ta đã cầm bằng chui, trước khi người ta gửi cái khiếu cạn, khiếu nại về bản quyền đối với mình thì người ta đã có bằng chứng hoặc là YouTube đã à, đề cập cho người ta, hoặc là người ta cắm cờ thì YouTube đã duyệt qua rồi và YouTube thấy nó là hợp lý thì nó sẽ đánh dấu bạn là người vi phạm bản quyền rồi, thì các bạn hãy liên hệ liên hệ à, bằng cách nào cũng được? Như là qua email hoặc là qua facebook Nếu mà người ta, cái trang của người ta có cung cấp Thì các bạn nên tìm hiểu Và tốt nhất là lên gọi điện trực tiếp Để thương lượng với người mà đã đánh mặt quyền của mình Đó, các bạn nhớ nha Hãy thương lượng hòa bình Mình không nên gọi là gây hấn đối với người mà cáo buộc vi phạm bản quyền của mình Đó là không tốt à, chỉ hướng là không tốt thì người ta nếu mà người ta có thương lượng được thì mình mình có thể là mình được gỡ với điều kiện là mình xóa clip đi gọi là trang của mình vĩnh viễn. Đó, đó là điều kiện mà nhiều khi những cái người mà cáo buộc bản quyền người ta đưa ra còn không người ta sẽ gọi là rất là nghiêm khắc, người ta sẽ không gỡ cho bạn. Thì bạn phải tiếp cận người ta một cái cách mà gọi là trong hòa bình. Thì nếu mà các bạn À, um, thương lượng được thì người ta sẽ gỡ gỡ cho bạn thì bạn sẽ bị à, bạn sẽ không còn bị cái dính bản quyền đấy nữa đó à còn um, đây ví dụ đây là trường hợp mà bất khả thi nếu mà à, bạn chắc ăn hoặc là chắc chắn đó Chắc ăn hoặc chắc chắn à, hoặc này bạn à, à, muốn khuyến cáo là cái cái cáo buộc của cái người mà đưa ra à, đến với clip của mình hoặc đến với kênh của mình là dự so do sự nhầm lẫn hoặc là à, mình có à, gọi là minh chứng rằng clip đấy là clip à, ở cái, trong cái dạng như là công cộng là mọi người có thể à, dùng được thì các bạn hãy cách thứ ba là gửi phản đối đây ví dụ như này ví dụ như cái clip này có thể chọn này gửi phản đối này thông báo phản đối này ta nhập vào đây thì vô đây nó sẽ cái, sẽ chỉ đường link cho chúng ta và đường đường uh, cách hướng dẫn cho chúng ta ta nhập cái thông tin chúng ta và nhập cái uh, gọi là cái uh, cái đường dẫn ví dụ như này, đây cái đường dẫn của video mà mình đề cập đến đó. ví dụ như đây đi nhá mình ví dụ rồi thì mình uh, trước khi mình uh, mình uh, chọn thì mình chọn cái clip này đây mình sẽ copy từ đây đi này nhớ nhớ nha các bạn 10, uh, đây là 11 ký tự mình sau chữ v bằng uh, đó mình copy nguyên cái này cũng được mình, mình gửi cho người ta phản đối về cái clip đấy đó đó là cái cách thứ ba mà mình muốn, muốn giới thiệu cho các bạn Thứ nhất là nếu mà các bạn đợi được thì các bạn hãy đợi cho cái à, à, kháng cáo bản quyền sau 90 ngày nó sẽ hết. Và thứ hai là nếu mà à, mình có thể thương được đối với người cáo buộc bản quyền của mình thì người ta sẽ gỡ xuống cho mình. Và thứ ba là nếu mà bạn chắc chắn cái kiếp đó là do mình hoặc là do sự nhầm lẫn hoặc là do... À, mình à, chứng minh được cái clip đấy nào trong cái vùng là công cộng, à, public có thể dùng chung thì bạn có thể à, chứng minh cho YouTube biết và gửi kháng cáo đến người ta. Đó, đó là ba cách giải quyết. Và thường á là cái cách mà giải quyết ok nhất á là mình à, hãy à, thương lượng với cái cái người ta cho người ta gỡ xuống. Ờ, xin chào các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn clip sau.